Xin chào mọi người. Hôm nay mời mọi người xem mình đập hộp cái sản phẩm của Lazada nha mọi người. Bữa trước mình có đặt trên Lazada một sản phẩm đó là chống bo lắc tay lục lạc đó mọi người. Thì mình sẽ phôi ra đây xem như thế nào. Mới nhận hàng hồi nãy luôn, về đập hộp ngay cho nóng. Wow, cũng kỹ càng quá chứ. Ôi, băng keo gì quá trời luôn. Gấp cái giấy này là không bảo hành được nha mọi người, nên khui cho kỹ kỹ. Ây cha. Thôi bài này mới được. Ok, sản phẩm chúng ta đây. Đây là cái phiếu gì vậy? Nếu hài lòng xin quý khách hãy đăng nhập vào Lazada. Đánh giá tốt ở phần nhận xét của tôi với tụi mặt cười. À, miếng giấy để một hồi mình sẽ đánh giá. Đây, cái chống bo lục lạc lắc tay của chúng ta được bao rất là kỹ luôn các bạn. Cái này là vật này để chống sóc đó mọi người, lúc nào cũng vậy rồi. Và đây là một cái bao da. Mình đặt cái chống bo này là gồm có cái bao da luôn mọi người. Mình khui ra mình quấn cái bát thử xem sao nha. Đấy, kèm theo được một cái chỉnh mặt chống nè mọi người. Tuyệt vời. Wow, cái này dán cũng kỹ quá chứ. Keo. Hôm bữa mình tính đặt không có cái chữ Yamaha này rồi, mà không có cái sản phẩm đó, cho nên thôi mình lấy luôn màu xanh mà có chữ Lazada. Cái gì? Có chữ Yamaha. Đam mê. Quấn bằng keo kỹ quá. Cắt cái bịch ra luôn. Cắt cho phải khéo léo, lủng mặt trống đó là tiêu luôn. Đây. Chưa chơi một cái cạp cạp rồi. Đây là cái sản phẩm chúng ta các bạn. Cầm là phải cầm về. Cũng êm quá chứ. Bây giờ mấy cái 5, 6, 7, 7 cái này chống inox các bạn. Rồi tiếp theo thì mình xem qua cái phần bao da này coi làm sao nha các bạn. Bỏ này nguyên bên đi, khui cái bao da này ra coi. Bao da này là có thể sắp được nè các bạn. Mình kéo này, bao da này hơi bụi ha, cũng lâu lắm mình. Nhân này muốn đựng gì đựng. Nhân này kéo ra thì để cái trống vô. Bao da không có gì cả. Nên mình bỏ vô thử coi vừa không. Wow. Rất là vừa luôn các bạn ơi. Đó. Có thể xách về đi chơi cũng được, có thể quải lên vai cũng được, rất là tiện lợi nha. Thì thôi, cái clip mình chỉ đơn giản vậy thôi. Các bạn nào mà có muốn đặt cái này á thì mình sẽ để cái đường link
của Lazada bên dưới phần mô tả nha các bạn. Rồi, mình xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.